Ngày xưa từng có một cái nhà hàng nhỏ và mọi người đều nói rằng là cái đầu bếp giỏi nhất trên thế giới làm việc ở đó. Nhưng ông đầu bếp này thì là một người rất là kinh khủng để làm việc cùng với. Ông ta rất là bất lịch sự, thô lỗ và thường xuyên quát mắng các nhân viên của ông. Nhà hàng, restaurant, chef có nghĩa là đầu bếp. Horrible là rất là kinh khủng impolite mất lịch sự, scold là la quát mắng. Ông đầu bếp này thì có một cái người học việc, người học nghề trẻ. apprentice có nghĩa là người học việc, người học nghề. Cái ưu tiên số một của cái người học nghề này là làm ra được cái món ăn ngon nhất trên thế giới. Priority có nghĩa là ưu tiên cậu ta thì rất là vui vẻ khi có được một người giáo viên tốt nhưng cậu ta cũng không thích cái ông đầu bếp đó cậu bé này là một người nhân viên siêng năng nhưng cái ông đầu bếp này thì lại quát mắng la mắng cậu ta nhiều hơn những người khác diligent siêng năng sau đó vào một ngày nọ thì ông đầu bếp này nhận được tin vui great news tin vui Hoàng đế muốn được ăn tối tại cái nhà hàng đó. Hoàng đế (emperor). Xin lỗi các bạn là từ Hoàng đế này là emperor. Từ trước giờ tôi vẫn nhầm vì tôi khá là quen với là cách phát âm là emperor, nhưng hóa ra họ nó phát âm là emperor, emperor. Ông ta rất là hào hứng và ông ta làm việc rất nhanh nhưng ông ta lại mắc một sai lầm. Ông ta bị đứt tay bởi một con dao và nó bắt đầu chảy máu. Đứt tay, cut his hand. Con dao, a knife. Chảy máu, bleed. Người học nghề kia đã đưa cho ông ấy một cái một cái băng bó, một cái đồ băng bó, a bandage một cái gạc người ta gọi là một cái gạc băng bó nhưng ông đầu bếp kia thì vẫn không thể tiếp tục nấu ăn được ông đầu bếp này bắt đầu hoảng loạn panic có nghĩa là hoảng loạn và cái người học việc kia thì cố gắng để chấn an ông ấy assure có nghĩa là chấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi anh ta nói uh, nhưng cái ông đầu bếp này thì vẫn rất là sợ sau đó thì họ bắt đầu làm việc cùng với nhau và họ bắt đầu gắn kết với nhau động từ bond có nghĩa là gắn kết từ bond cũng có nghĩa là mối quan hệ mối liên kết khi nó là danh từ ông đầu bếp bảo cái ông cái anh học việc này phải làm những gì và cậu bé đã nấu được một bữa ăn rất ngon ngay khi mà họ vừa mới hoàn thành thì hoàng đế tới nơi as, soon as chúng ta đọc tắt là as, soon as, có nghĩa là ngay khi arrive là đến Vị hoàng đế này mặc một chiếc áo choàng rất là đẹp được làm bằng những cái sợi tơ rất là mềm mịn uh, robe có nghĩa là áo choàng fibers có nghĩa là sợi tơ và ông ta cũng đeo một cái vương miện rất là là lớn crown là vương miện, massive là lớn. Tất cả mọi người ở trong cửa hàng đó, trong nhà hàng đó đều quỳ xuống khi hoàng đế bước vào. Động từ kneel có nghĩa là quỳ xuống. Ông đầu bếp và cậu bé mang đồ ăn ra. Vị hoàng đế này thì vốn dĩ quen thuộc với lại những cái thứ xa hoa. quen thuộc to be used to những đồ xa hoa. Luxuries liệu ông ta có thích đồ ăn đó không và cuối cùng thì vì hoàng đế lại rất thích cái đồ ăn đó sau khi ông ta đi khỏi thì ông đầu bếp rất tự hào và cảm thấy biết ơn cái người bạn mới của mình đó chính là cậu bé học việc departure có nghĩa là khởi hành ở đây dịch là đi khỏi thankful tức là biết ơn